Chào các bác, lại là Kỳ Lân Luxury đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 5 điều vô cùng thú vị về chiếc điện thoại Vertu đẳng cấp. Bắt đầu thôi nào. Ai cũng biết thương hiệu điện thoại Vertu nổi tiếng với sự đắt đỏ và làm nên từ những vật liệu quý giá. Nhưng ngoài những điều đó ra còn có khá nhiều điều thú vị về thương hiệu điện thoại xa xỉ này mà bạn nên biết. Không có một chiếc điện thoại nào hoàn toàn giống nhau. Đây không phải là điều mà nhiều thương hiệu điện thoại làm được. Vertu có được điều này là nhờ quá trình lắp ráp thủ công từ đầu đến cuối bởi một kỹ sư duy nhất. Sau khi hoàn thành, chữ ký của người kỹ sư đó sẽ được in chìm bên trong thân máy. Ngoài ra, Vertu giúp và tạo mọi điều kiện cho khách hàng cá nhân hóa chiếc điện thoại của mình bằng việc cho phép khách hàng chọn người kỹ sư lắp ráp máy theo ý muốn. Thêm nữa là họ có thể tự thiết kế chiếc Vertu của mình bằng các bước đơn giản trên website chính thức Vertu.com. Ngoài ra, nếu các bạn muốn đặt làm Vertu theo thiết kế của bạn tại Việt Nam, các bạn cũng có thể liên hệ Kỳ Lân Luxury qua số hotline 0901247247. Chỉ có khoảng 100 cửa hàng độc quyền trên toàn thế giới. Rất nhiều người nghĩ con số này phải cao hơn mấy chục lần, nhưng sự thật là chỉ có khoảng 100 cửa hàng độc quyền của Vertu trên toàn cầu. Điều này là do không có nhiều điện thoại Vertu sản xuất dư thừa để trưng bày tại các cửa hàng, và Vertu thì chú trọng vào chất lượng chứ không phải số lượng. Ở Việt Nam, cũng có các cửa hàng bán Vertu uy tín như Kỳ Lân Luxury. Các bác có thể tham khảo các sản phẩm tại website kylanluxury.com. Nokia vẫn giữ 10% cổ phần của Vertu. Sau khi Nokia bán thương hiệu Vertu cho quỹ đầu tư Equity của Thụy Điển, nhiều người đã nghĩ rằng Nokia đã mất quyền kiểm soát hoàn toàn với thương hiệu này. Rất may, Nokia vẫn giữ được 10% cổ phần của Vertu và vẫn có quyền ảnh hưởng lên các chiến lược của thương hiệu này. Chiếc Vertu rẻ nhất của Vertu chưa đến 100 triệu đồng. Sau khi về tay quỹ đầu tư Tư Golden Holding Hồng Kông, Trung Quốc, Vertu đã cho ra mắt dòng smartphone Aster che và rông giá mềm chỉ 4.200 USD, tức là chưa đến 100 triệu đồng. Chiếc Vertu này không phải bọc bằng da mà được bọc bằng vải canvas xuất xứ từ Italia, màn hình đá sapphire, khung máy làm bằng titanium cấp 5, hợp kim này cứng và nhẹ hơn nhiều lần so với titanium nguyên chất, mạ PV đi sáng bóng. Thời gian để hoàn thiện một chiếc Vertu ít nhất là 2 năm, đó là khoảng thời gian ít nhất để một chiếc Vertu được xuất xưởng. Bình thường, một kỹ sư phải mất 3 năm chỉ để học lắp ráp hoàn chỉnh một chiếc Vertu, và số kỹ sư đạt đủ kỹ năng này không nhiều. Đặc biệt, bàn phím của chiếc Vertu Signature phải mất 4 năm của 8 kỹ sư để hoàn chỉnh, còn việc hoàn thiện chiếc điện thoại ấy phải mất đến 8 năm. Kỳ Lân Luxury tự hào là showroom điện thoại Vertu uy tín nhất tại Việt Nam. Ở Kỳ Lân Luxury, ngoài những chiếc Vertu có sẵn, các bác còn có thể tự thiết kế riêng chiếc Vertu của mình. Mọi chi tiết tư vấn liên hệ các bác có thể liên hệ hotline 0901247247 hoặc truy cập website kylanluxury.com để tham khảo thêm. Kỳ Lân Luxury xin kính chào quý khách. Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên giao lưu, mua bán sản phẩm điện thoại đẳng cấp luxury chính hãng, nguyên zin, nguyên bản như Vertu, Mobiado, Nokia 8800, Nokia 6700 và rất nhiều những sản phẩm điện thoại đẳng cấp và đồ cổ siêu tầm khác. Kỳ Lân Luxury chuyên cung cấp sim số VIP, đồng hồ, túi sách thời trang của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Với phương châm uy tín tạo nên thương hiệu, chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách những sản phẩm đẹp, độc, lạ, chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý. Chi tiết quý khách vui lòng truy cập website kylanluxury.com. Kỳ Lân Luxury, đẳng cấp, sang trọng, thượng lưu.